phần này chín ớt cho vô thì mình để sôi tầm khoảng 1 phút rồi các bạn. Các bạn sẽ cho lên đây một ít hành lá nha. Đó. Tắt ra luôn cũng được các bạn. Thì giờ nó đã chín rồi á, thì các bạn sắc lên đây tầm khoảng 2 trái ớt để lấy màu một tí. Các bạn đã trở lại với kênh Các Thời Gian, thì Các Thời Gian đi chợ mua được con gà ta nè các bạn. Gà ta thì các bạn nhìn cái phần thịt nó ngon hơn. Thì để gì mình xào cà ri sả ớt. Thì trước khi xào cà ri sả ớt thì ở đây mình có một ít ớt và hành tím, tỏi, hành lá, sả và nghệ, một bịch cà ri nha các bạn, ít cà no và tiêu. Gia vị thì mình có dầu hào và nước mắm, đường, bột ngọt và muối. Thì mấy cái đó tí xíu mình sẽ hướng dẫn các bạn sau. Còn cái phần gà này làm sạch rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đi chặt cái phần gà này ra để vừa ăn thôi, đừng chặt bự quá nha các bạn. Nhưng mà trên bếp mình nó hơi gùng gình nè, mình sẽ đưa xuống dưới và chặt đưa lên sau. Mình chặt xong rồi, chặt vừa miếng nhỏ nhỏ như vậy nè. Nếu các bạn nào mà ăn cái miếng bự hơn thì các bạn có sẽ chặt bự hơn. Thì giờ mình sẽ đi bào cái phần sả này các bạn, bằm tỏi hành rồi mình sẽ quay vô ướp sau. Tỏi với hành tím này thì mình sẽ bằm trước. Tỏi hành tím thì mình đã bằm xong rồi, giờ mình sẽ đi bào cái phần sả ra nha các bạn. Mình có một cái dầu bào thì các bạn bào mỏng nó ra, hoặc là các bạn đập dập dập đi rồi để mình sắc nó ra cũng được. Giờ các bạn bào thấy cái phần sả nha. Sả thì mình đã bào rồi, khi các bạn bào thì mình sẽ làm hơi trắng trắng ra, làm hai làm ba thôi, đừng có nhỏ quá cũng đừng bự quá. Còn cái phần này các bạn cắt khúc và đập dập dập cho nó thơm. Hành, tỏi và ớt mình đã làm rồi, và để lại một ít ớt trái nha các bạn, tí xíu cho lên trên sau. Thì bây giờ mình sẽ mời các bạn vào bếp ướp với mình nha. Phần sả này qua một bên nha các bạn, và phần gà luôn thì mình cho cái thau vào đây để ướp. Đặt cái thau vô thì các bạn cho hết cái phần gà của mình vô. Khi mình cho hết cái phần gà vô nè các bạn, dùng một cái muỗng canh lớn nha. Các bạn cho phần gia vị. Bột ngọt thì mình sẽ dùng một muỗng canh, vì cái này là một con gà các bạn. Đường mình dùng một muỗng. Muối thì các bạn dùng nửa muỗng cà phê. Dầu hào thì mình dùng một muỗng lớn luôn nha các bạn. Nước mắm ngon thì các bạn dùng vào đó tầm khoảng 3 muỗng. Còn mắm mặn thì các bạn nên dùng 2 muỗng thôi nha. Hành tỏi mình dùng vào hành tỏi nè, cái này là tỏi trước, các bạn dùng vào đây một nửa. Hành cũng dùng vào đây một nửa. Tiêu mình dùng hết. Cà no mình cũng một muỗng như vậy nè các bạn, dùng hết. Ớt thì các bạn dùng vào đây một nửa chút xíu mình sẽ làm sao. Nghệ thì các bạn dùng vào đây tương đối vừa, một tí xíu. Nhiều khi các bạn là thích cái màu vàng của nghệ hơn thì mình sẽ dùng nhiều hơn một tí xíu. Cà ri ở đây là mình dùng bột cà ri nha, một gói nhỏ các bạn cắt cho vô hết. Thì khi mình cho bột cà ri và nghệ vô thì nó kết hợp cái màu vàng á các bạn. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Khi các bạn trộn đều lên để ướp trong tầm khoảng 1 phút nha các bạn. Các bạn ướp vào đây và trộn đều lên tầm khoảng 1 phút rồi thì mình sẽ cho cái phần sả vô. Sả thì các bạn cho tương đối một nửa thôi nha các bạn. Khi cho một nửa sả vô mình trộn đều lên. Khi các bạn trộn đều lên mình có thời gian thì các bạn ướp trong tầm khoảng 1 tiếng, hoặc là các bạn ướp buổi tối sáng mai mình nấu. Còn nếu các bạn không có thời gian nhiều thì mình ướp trong khoảng 20 phút nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ trộn đều lên và để tầm khoảng 20 phút cho phần gà mình nó thấm đều. Tầm khoảng 20 phút rồi nè mà, 20 phút thì các bạn đảo đều lên. Đó các bạn thấy không, cái màu rất đẹp nè. Thì bây giờ mình sẽ bắt cái chảo lên bếp và cho phần phi hành cho nó tỏi của mình cho nó thơm á các bạn. Lên bếp cái chảo các bạn cho vào đây tầm khoảng ít dầu ăn nha các bạn. Để phần dầu ăn mình nó nóng, vừa nóng tới thôi, đừng nóng quá nha. Mình nó vừa nóng tới các bạn cho vào đây tầm khoảng một muỗng tỏi.
Khi mình cho có một muỗng tỏi vào các bạn, thì mình sẽ đảo đều cái phần tỏi này. Các bạn đảo đều cái phần tỏi rồi mình cho hết cái phần xả này và xả cắt khúc vô luôn. Xả cắt khúc và xả mành bào cho chung với tỏi thì ớt các bạn cho vào luôn. Đảo đều hết lên các bạn cho nó thơm cái phần xả với phần tỏi đi. Phần xả mình đã thơm rồi các bạn. Nó đã thơm và nó có màu ớt vô nó rất đẹp nha. Thì khi cái phần này nó đã thơm hết thì các bạn cho gà vô. Cho thịt gà vô các bạn đảo đều nha. Đảo đều để cái phần thịt gà mình nó săn lại nhé. Rồi khi các bạn đảo đều mình để đồ lửa lớn. Để đồ lửa lớn để cho cái phần gà nó săn hết lại rồi mình sẽ cho nước vào sau. Mình xào cho cái phần gà này nó săn hết lại như vậy nè các bạn. Đó. Giờ các bạn sẽ cho nước vô cái tô hồi nãy gia vị của mình á, thì các bạn tráng vào đây tập khoảng 2 chén nước ha. Vì cái gà ta này nó hơi cứng nên các bạn phải cho 2 chén nước. Vừa ngập gà một tí xíu, cái này mình mới cho có một chén thôi các bạn. Cho thêm một chén nữa cho nó ngập phần gà. Các bạn đổ luôn một chén nữa vô cho nó ngập cái phần gà như vậy nè. Thì để cho nó sôi và nó chín cái phần gà này hơi mềm mềm một tí xíu. Tại vì nhà mình có con hơi nhỏ các bạn. Còn nếu như nhà các bạn mà người lớn không thì các bạn có thể xào hơi dai dai cũng được. Đó. Như vậy nè, để nó sôi lên và nó chín, nó thấm đều hết trong tầm khoảng 3 phút cho tới 4 phút rồi mình sẽ kiểm tra nha các bạn. Tới nè các bạn. Đó. Thì các bạn dùng cái đồ đũa mình đảo lên cho nó đều hết cái phần gà của mình nè. Các bạn nhìn cái màu tương đối rất đẹp không? Đó. Thì bây giờ các bạn để cho nó chín một tí xíu nha. Giờ nó sôi như vậy nè các bạn, nó đã chín và phần gà nó đã mềm. Thì mình để nước để một hồi nữa rồi cái chan cơm á các bạn cho ngon. Nếu các bạn nào thích với cái phần nước cạn hơn thì mình sẽ nấu lâu hơn một chút xíu ha. Thì bây giờ mình cho ớt trái vào để cho lấy cái màu đó đẹp đó các bạn. Mình cho vào đây quà gì cho ớt các bạn để nhìn cái màu sắc nó đẹp hơn. Cái này thì khi nào các bạn ăn á các bạn sẽ cho hành lá lên, còn mình nấu ở trên bếp á, thì mình cho luôn để lấy màu đẹp hơn. Mình đã nấu phần này chín, ớt cho vô thì mình để sôi tầm khoảng 1 phút rồi các bạn. Các bạn sẽ cho lên đây một ít hành lá nha. Đó. Tắt ra luôn cũng được các bạn. Vì giờ nó đã chín rồi á, thì các bạn sắc lên đây tầm khoảng 2 trái ớt để lấy màu một tí. Nhấp ớt của mình lát lát ra các bạn, chứ không các bạn làm cay quá là có con nhỏ không ăn được á. Vì hồi nãy mình đã ướp và trong đây có ớt rồi, mình tao cũng có ớt rồi đó các bạn. Đó, thì đến đây mình đã làm xong rồi. Nếu các bạn thích cái món gà xào xả ớt của mình á thì các bạn hãy cho mình một like, một đăng ký. Phần dưới mình có nút chia sẻ, các bạn nhớ chia sẻ cho bạn bè mình cùng coi cái cách làm đơn giản không mất nhiều thời gian hay các bạn. Chỉ cần mua một con gà và mua xả được gì thì mình sẽ làm được rồi. Thì video mình đến đây đã xong rồi, thì mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video mình và xin chào hẹn gặp lại các bạn vào video mới nhất của mình nha. Xin bye bye.